Khánh Duy xin mến chào quý vị khán giả đang nghe chuyện trên kênh audio Kiếm Hiệp thân mến. Mời quý vị và các bạn chúng ta cùng tiếp tục đến với tập 361 của bộ truyện Tiên Hiệp Đế Tôn, tác giả Thạch Trư, qua giọng đọc của Khánh Duy. Mời quý vị và các bạn chúng ta cùng tiếp tục lắng nghe, theo dõi diễn biến của câu chuyện ngay sau đây. Tiếp theo phần trước, lại nói 33 trọng thiên nguyên tháp có lục giác, bát giác, tổng cộng 216 điểm trận pháp quan trọng nhất, hiện tại tất cả bị phá mở. Trên những điểm trận pháp tọa trấn các tồn tại cường đại nhất Huyền Châu, trừ năm tổ ra, bọn họ là lãnh tụ Đại La Thiên Quân. La Ma của thần quát lớn: "Những người khác kiểm chế đại trận, các vị tiên quân, tiên vương, hãy phá trận cho ta, tan rã đại trận nguyên tháp này." Quân Luân, Thiên Môn, Minh Đường, đám tiên quân cổ xưa bước lên các con đường, lao vào các điểm trận pháp. Mọi người bước trên các con đường. Cảnh Nguyệt nữ quân leo lên một con đường, nhìn giữa hư không, bỗng tim nàng đập nhanh. Bên ngoài con đường là biển máu, vô số xác chết chìm nổi vùng vẫy trong biển máu. Các cánh tay kéo nàng muốn lôi Cảnh Nguyệt nữ quân vào biển. Cảnh Nguyệt nữ quân cười khẩy nói: "Con đường này đi thông đến điểm trận pháp, chắc là một đại ma đầu giết người vô số rồi." Cảnh Nguyệt nữ quân lấy tiên châu ra, viên tiên châu có 102, 3000 đại đạo đế và tôn luyện thành. Nàng là tiên quân, lại gian díu với Ngọc Kinh Thiên Quân, nên có tư cách vào đạo tràng đế tôn lấy một tiên đạo. Hạt châu tỏa tiên quang rực rỡ, đẩy lùi bầy xác chết. Cảnh Nguyệt nữ quân đi đến cuối đường, nhìn từ xa trên điểm đại trận nguyên tháp điện Ngọc Quỳnh Lâu, tiên khí lợn lờ, tiên quang lấp lánh, tựa như thánh cảnh. Một vị đế hoàng ngồi trong điện Ngọc Quỳnh Lâu, khống chế các điểm trận pháp, khí tượng bất phàm, nhìn không giống thủ phạm tạo ra xác chết trôi trong biển máu. Đế hoàng thấy Cảnh Nguyệt nữ quân đến, đứng lên chào: "Ồ, xin chào Cảnh Nguyệt nữ quân." "Người là ai mà dám ngăn cản ta, tả ma ngoại đạo tạo thành xác chết biển máu như vậy? Đã không biết có bao nhiêu người chết trong tay của ngươi rồi." Cảnh Nguyệt nữ quân vận chuyển tiên châu đập vào đế hoàng, nàng cười khẩy nói: "Môn hạ của Huyền Thiên giáo chủ toàn là yêu ma tai họa, thứ hung dữ như ngươi cũng được thu làm môn hạ, hèn gì tiên đạo không chứa chấp, xứng đáng có kiếp nạn này." Đế hoàng cười phá lên, trên đỉnh đầu đột nhiên xuất hiện từng tầng địa ngục, tổng cộng 18 tầng, có 3000 đại đạo biến thành suối vàng, xuyên suốt 18 tầng địa ngục, nâng tiên châu lên. Đế hoàng ung dung nói: "Nữ quân sai rồi, cái này không phải biển máu xác nổi, mà là 18 tầng địa ngục. Xác chết trong biển máu không phải vong hồn chết trong tay ta, mà là thuộc hạ của ta. Ta là Minh Thổ Đại Đế, thuộc hạ của Huyền Thiên giáo chủ. Vì thi thể của mình biến ra, cầu bộ hạ, cầu trường sinh mà chủ động chìm xuống địa ngục. Nữ quân muốn phá giải đại trận nguyên tháp này phải đánh một trận với ta mới được. Mời." Cảnh Nguyệt nữ quân quát to, tay áo phấp phới lao lên. Tiên châu đến đi trong tay của nàng rất khó đoán, mỗi khi xuyên qua tay áo tập kích làm cho người ta khó đề phòng. Minh Thổ Đại Đế nghênh chiến, hai người giao chiêu nhanh như điện, tốc độ siêu nhanh. Cuộc tranh đấu này kết thúc cũng nhanh, lực lượng 18 tầng địa ngục của Minh Thổ Đại Đế tán loạn. Mặc dù có 3000 đại đạo biến thành suối vàng xuyên suốt, thế nhưng không ổn định bằng tiên châu, bị tiên châu xuyên thủng 18 tầng địa ngục. Cảnh Nguyệt nữ quân búng tay điểm vào trán Minh Thổ Đại Đế, xuyên thủng đầu gã, đá xác vào biển máu. Cảnh Nguyệt nữ quân lạnh lùng cười: "Điểm trận pháp này rốt cuộc cũng bị công phá rồi." Cảnh Nguyệt nữ quân cất bước tiến lên định phá hủy điểm trận pháp, đột nhiên biển máu dậy sóng, vô số xác chết trồi lên. Các xác chết hò hát trong biển máu, rất là vui vẻ: "Sinh sinh tử tử, thành thành thơi thơi, năm nay tử hề, năm sau sinh hề." Các xác chết mặt đầy máu vui vẻ hát: "Hoàng quá cố, sinh trong thi, hoàng trong thi, Minh Thổ trúc chân thân hề, tử tử sinh sinh,
tuân vãng phục hề. Răng rắc một tiếng, biển máu nứt ra, một xác chết to lớn vĩ đại dâng lên, tràn ngập thi khí, huyết tương quanh thân tuôn ra như thác, vươn bàn tay to xanh đen chộp Cảnh Nguyệt nữ quân. Thanh âm ồm ồm nói: "Ta luôn dùng một lũ phân thân thần hồn gặp ngươi, nữ quân buộc ta lộ ra chân thân, đúng là kình địch của ta." "Thì ra thi thể giấu trong biển máu mới là chân thân của ngươi." Cảnh Nguyệt nữ quân cười nói: "Hôm nay ta sẽ chém luôn chân thân của ngươi." Tại một con đường khác, Côn Luân tiên quân ung dung bước đi, hai bên đường thấp thoáng ma quang kỳ lạ lấp lánh, chiếu ra hình ảnh đại thế giới. Côn Luân tiên quân không quan tâm, hắn mỉm cười nói: "Môn hạ của Huyền Thiên đa số là ác đồ, chắc đây là thằng nhãi tu luyện ma đạo hay sao? Giết chết xem, như trừ ma vệ đạo, trả lại lanh lánh càn khôn cho thiên giới." Côn Luân tiên quân đi đến tận cùng, dương mắt nhìn phía trước, cung khuyết thâm trầm, nghe hồng treo nơi chân trời, phượng hót rồng ngâm, đẹp không sao tả xiết. Trên cầu vồng, một thiếu niên đứng ở đầu cầu, mặt mày thanh tú, như thần như ma như tiên, một tay cầm quyển sách đọc say sưa. "Tiểu đạo hữu, ngươi là ma đầu điểm trận pháp này sao?" Côn Luân tiên quân nhìn thiếu niên bất giác có chút hảo cảm, cười nói: "Tuổi ngươi còn nhỏ, đừng tự lầm đường, lùi xuống đi, đừng vì Huyền Thiên bỗng dưng mất mạng." Thiếu niên khép sách lại, mở mắt ra, mỉm cười nói: "Côn Luân đạo hữu không nhận biết ta sao? Ta là Hỗn Nguyên Tam Thánh Nhân, dưới tay của Huyền Thiên, tên là Thiếu Hư. Lúc hạ giới, ta đối địch với Huyền Thiên giáo chủ vạn năm mà không bị hắn giết đi. Sau này ta trợ giúp hắn thống nhất bảy vũ trụ, gầy dựng tam giới." Nét mặt của Côn Luân tiên quân xa sầm, nâng một ngọn núi tiên, trong núi có 3000 đại đạo. Côn Luân tiên quân bình tĩnh nói: "Thì ra là trộm cướp dưới tay Huyền Thiên, đáng tru diệt." Thiếu Hư nâng sách lên, 3000 đại đạo hiện ra, tiên uy tràn ngập. Thiếu Hư cười nói: "Được làm vua, thua thì làm giặc. Ta tu Huyền Thiên, tôn hắn làm đế, thì nhưng không có nghĩa là ta sẽ phục người khác đâu. Côn Luân tiên quân, mặc dù ngươi là đệ tử của đế và tôn, hôm nay ta quyết chém lão già cứng đầu cứng cổ, không biết thiên thời như nhà ngươi." "Sao? Không biết thiên thời sao? Nông dân xuất thân từ hạ giới, đúng là tầm nhìn hạn hẹp mà." Côn Luân tiên quân vận chuyển Côn Luân tiên sơn, Côn Luân tiên sơn to lớn không gì sánh bằng. Tiên đạo trong núi ầm vang, rồng bay phượng múa, các tiên đạo như xiềng xích xuyên suốt không gian bay hướng Thiếu Hư. Côn Luân tiên quân cười nói: "Huyền Thiên giáo chủ chỉ là sinh linh dân bản xứ vũ trụ hạ giới thấp kém, không tính là sinh linh tiên thiên, giúp hắn xứng gọi là thiên thời hay sao? Tiểu đạo hữu à, hãy để ta nói cho ngươi nghe cái gì mới gọi là thiên thời. 72 đệ tử đế và tôn sinh tiên thiên, chứng kiến đế và tôn khai thiên, khai sáng tiên giới, là chúng ta nhìn tiên giới lớn lên. Ngươi xem Huyền Thiên là thiên thời, thật buồn cười." Quyển sách trên đầu Thiếu Hư mở ra, vô số tiên văn khuếch trương chắn hoặc phong từng tiên đạo. Côn Luân tiên sơn đập xuống, vô số phủ văn tiên đạo bộc phát. Dưới núi hình thành ước vạn loại dị tượng bao trùm Thiếu Hư. Mắt thấy tòa núi tiên sắp đè xuống Thiếu Hư, đột nhiên tiên vực mênh mông bay ra từ đỉnh đầu gã. Côn Luân tiên sơn đè xuống, tiên vực bị nghiền nát. Xoẹt 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 xoẹt. Từng đợt tiên quang bay ra khỏi tiên vực, tiên bút hóa thành cột thông thiên, tiên điệp biến thành thiên thạch, dây tiên cầm thành các thiên đạo. Núi tiên bao la, tiên hảo mênh mông nhấn chìm Côn Luân tiên quân. Âm 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 âm. Côn Luân tiên sơn đè sụp tiên vực dưới chân núi, tiên điệp thu Côn Luân tiên sơn vào trong, dây tiên cầm biến thành thiên đạo phủ lên điệp, tiên hải rót xuống điệp. Côn Luân tiên sơn đập xuống đầu Côn Luân tiên quân, hai người cùng gặp nạn, cùng đổ máu. "Côn Luân, hèn gì đế và tôn khai thiên, khai sáng tiên giới, tạo hóa chúng sinh. 72 đệ tử các ngươi ngu dốt, chỉ 2-3 người thành đạo. Suốt ngày nhìn đám ngu xuẩn các ngươi, đế và tôn cũng thấy chán cũng phải." Thiếu Hư bị đè dưới núi, bỗng dùng mình nhập vào sách tiên,
lại bay ra khỏi sách, người rách dưới. Côn Luân Tiên Quân cũng rất chật vật chạy ra khỏi tiên điệp luyện hóa, hai người lướt qua nhau bên trong không trung. Thiếu Hư đáp xuống cây cầu đỏ, Côn Luân Tiên Quân lảo đảo, người nổ cái bùm, máu thịt vặn vẹo thành lục đạo tiên luân, rơi vào lục đạo thiên địa, nhân thần, quỷ, tu la. Nhưng lục đạo này không phải của hậu thổ tiên quân, mà lấy đại đạo của sáu thời đại, thiên sư, nhân đạo, thần đạo, hồn đạo, yêu tộc luyện ra, uy thế hơn xa hậu thổ tiên quân. Côn Luân Tiên Quân sơ sẩy một cái, bị kéo vào lục đạo tiên luân. Xoẹt 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 xoẹt. Sách tiên bay tới, ma quang tỏa sáng từ quyển sách tiêu diệt Côn Luân Tiên Quân, biến thành lục đạo tiên luân ra cho. Người không nhìn ra ta lấy mục tiêu đánh bại Huyền Thiên giáo chủ, có đối thủ cả đời như là giáo chủ, làm sao ta không cố gắng tiến tới cho được? Nếu không, ta chẳng có tư cách đứng trước mặt hắn rồi. Thiếu Hư triệu sách tiên về, vẫn đứng ở đầu cầu nhìn đại đạo trong sách. Thiếu Hư lạnh nhạt nói: hôm nay ngươi thua. Phụt. Mặt Thiếu Hư trắng bệch, ngửa đầu hộc máu. Thiếu Hư vội cất sách tiên, ngồi xếp bằng chữ thương. Thiếu Hư buồn bã nói: quả nhiên không thể làm bộ làm tịch được, ta vẫn bị thương nặng, không thể đứng trước mặt Huyền Thiên, rất muốn đánh bại hắn ta. Lúc bấy giờ, An Thanh Tiên Quân cất bước leo lên một con đường, từng bước lên cao. Không lâu sau, An Thanh Tiên Quân đến trước mặt một cánh cửa, bên trong có người khổng lồ nổi trống gióng chuông. Tiếng trống chấn trời, tiếng chuông chấn động. Điểm trận pháp do người này trấn thủ, dùng tiếng trống thúc giục một phần uy lực đại trận nguyên tháp. An Thanh Tiên Quân. Người khổng lồ trông thấy An Thanh Tiên Quân, thân thể vĩ đại to lớn đè tiếng trống to. Người khổng lồ cười khẩy nói: chó săn ba họ cũng dám đến chịu chết sao? An Thanh Tiên Quân cười gằn: ngươi là ai? Ly Châu Ma Hoàng. Người khổng lồ bay lên chân to đá, trống lớn bay hướng An Thanh Tiên Quân, chuông gióng lên, Ly Châu Ma Hoàng đánh chuông to, trống nổ ầm ầm. Chơi pháp bảo trước mặt ta sao? Huyền Thiên không dạy ngươi khi gặp ta thì nên làm gì hay sao? An Thanh Tiên Quân phải tay, chuông to vòng về chụp Ly Châu Ma Hoàng vào trong chuông. Trống to cũng bị An Thanh Tiên Quân khống chế ngã dưới chuông. Trống to cùng ngân chấn vỡ Ly Châu Ma Hoàng, thân tử đạo tiêu. An Thanh Tiên Quân thi triển thế giới tiên bảo, điểm trận pháp tan vỡ. Hơn 10 vạn tiên nhân dưới tay Ly Châu Ma Hoàng chạy khỏi đại trận ngay. Báo thủ cho Ma Hoàng bệ hạ. Đám tướng sĩ đa số là tộc địa ngục ma thần được Ly Châu Ma Hoàng đưa đi theo. Thấy đại trận nguyên trung chết thảm, bọn họ đỏ mắt. Vô số pháp bảo oanh giết An Thanh Tiên Quân. An Thanh Tiên Quân cười to nói: môn hạ của Huyền Thiên đều là thứ ngu xuẩn như vậy thì đại trận này dễ phá rồi. Hai tay An Thanh Tiên Quân giang ra, vô số pháp bảo bị gã khống chế giết ngược lại chủ nhân. Vô số xác chết từ giữa không trung rơi lộp độp như mưa. Chưa đến một giây, hơn 10 vạn tiên binh tiên tướng Huyền Châu bị đồ sát sạch. Quá yếu mà. An Thanh Tiên Quân cười nói: đi điểm trận pháp tiếp theo, nhìn xem môn hạ của Huyền Thiên giáo chủ có ai làm mắt ta sáng lên hay không. An Thanh Tiên Quân đi tiếp, bước lên tầng 2 đại trận nguyên tháp, đến trước một cánh cửa điểm trận pháp. An Thanh Tiên Quân dương mắt nhìn, bên trong vân khí mông lung, một trung niên nhân sĩ đang châm trà, có hai cái chén, một bốc khói trắng mờ mịt, một chén chưa rót. Đệ tử của Huyền Đô, Tịch Cứng Tình, Tịch Thiên Vương sao? An Thanh Tiên Quân cười nói: pháp bảo của ngươi đâu? Cho đến nay ta chưa luyện pháp bảo, cũng muốn có một báu vật khác với mọi người, thế nhưng không may là khó tìm tài liệu. Tịch Cứng Tình đặt ấm trà xuống, gã nhìn An Thanh Tiên Quân cười nói: may mắn An Thanh đạo hữu tìm đến cửa, nghe nói thân thể tiên quân là tài liệu luyện chế pháp bảo tốt nhất rồi. Pháp bảo của ta chính là tiên quân. An Thanh Tiên Quân cười phá lên, đột nhiên thi triển thế giới tiên bảo. Vô số pháp bảo bay ra khỏi thế giới, uy lực vô tận dâng lên, phô thiên cái địa, ùa hướng Tịch Cứng Tình. Tịch Cứng Tình cầm chén trà chưa rót nước lên, chiếu hư không, tất cả pháp bảo biến mất.
Tịch Ứng Tình đứng dậy, đi tới bên cạnh An Thanh Tiên Quân, giơ tay ấn một cái, chợt vang tiếng nổ, An Thanh Tiên Quân bị đánh thành thịt nát. Tịch Ứng Tình quay về lưng đỉnh, bưng chén trà lên, nước trà còn nóng. An Thanh, xông vào chỗ ta, xem ra Ly Châu đạo hữu đã bị bại rồi. Tịch Ứng Tình nhấp ngụm trà thầm nghĩ. Cửa của Tử Quý, chấn thủ, không biết tình huống tình hình chiến đấu như thế nào. Lại nói, lúc bấy giờ, Ngọc Lâm Tiên Quân cất bước đi trên con đường thông hướng điểm đại trận Nguyên Tháp. Dọc đường đi sóng to tận trời, hai bên sông có địa thủy phong hỏa dâng lên. Mấy ngôi sao to chìm nổi trong địa thủy phong hỏa. Các thiên thuyền lướt qua thiên hà, vô số tướng sĩ đứng thẳng, sát khí đằng đằng. Đây là một góc đại trận Nguyên Tháp. Ngọc Kinh Thiên Quân đi con đường Đại La Thiên Quân mở cửa. Mấy tướng sĩ trên thiên thuyền muốn công kích gã cũng không được. Ngọc Lâm Tử đến trước cánh cửa nhìn vào bên trong. Một thiếu niên Hỗn Nguyên Thánh Nhân, quần áo mộc mạc, cầm cây kéo đang cắt hoa cỏ, sửa sang lại vườn hoa. Tịch Trọng đạo hữu. Ngọc Lâm Tử cười tủm tỉm chào thiếu niên. Thì ra chính là đạo hữu trấn thủ điểm trận pháp này. Tịch Trọng vội ném kéo đi đáp lễ. Ồ, Ngọc Lâm Tử sư huynh, ta không dám nhận lễ đâu. Hai người hành lễ thì sát khí nổi lên bốn phía. Khi Ngọc Lâm Tử chào, chuông, đỉnh, ấn, đao, kiếm, châu, các pháp bảo đông nghìn nghịt bay ra từ sau lưng của gã đánh vào Tịch Trọng. Tịch Trọng đáp lễ không người, lưng hiện ra tiên thiên tiên vực. Tiên vực đột nhiên tách ra, biến thành rồng bay, dương nanh múa vuốt, nuốt hết pháp bảo Ngọc Lâm Tử đánh ra. Cây kéo bị Tịch Trọng ném dưới chân lắc mình, biến thành hai con rồng vàng, răng rắc cắt Ngọc Lâm Tử. Ngọc Lâm Tử bay lên né hai con rồng vàng cắt, thầm nghĩ: cái tên Tịch Trọng này nhìn như thật thà, thế nhưng thật ra âm hiểm, không thua gì ta. Vẻ mặt Tịch Trọng chân chất lao lên cười nói: Ngọc Lâm sư huynh, chúng ta đã lâu không gặp, hay chúng ta tâm sự đi. Tại một con đường khác, Ngọc Tiên Nhi nữ quân đi đến trước cánh cửa nhìn vào bên trong. Một thiếu nữ váy xanh đang giơ túi lưới bắt bướm trong vườn hoa, bay tới bay đi, bỗng vững tay té xuống đất. Ngọc Tiên Nhi xì cười nói: Nhạc sư tỷ, đừng giả bộ dụ ta vào sắt cục. Nhạc sư tỷ thật sâu sắc cả. Ta biết nhạc sư tỷ miệng cười, thế nhưng bụng một bổ dao găm, sẽ không bị lừa đâu. Thiếu nữ bắt bướm bỗng chốc cất túi đi. Nàng nhìn Ngọc Tiên Nhi, đột nhiên biển hoa bươm bướm thay đổi thành sắt trận. Thiếu nữ cầm túi bỗng run run biến thành thiên la địa võng, chính là Nhạc Cấu Nương. Nhạc Cấu Nương khẽ thở dài: Tiên Nhi tỷ tỷ không bị lừa, làm cho người ta bài bố đã lâu rồi. Hai thiếu nữ khuôn mặt ngây thơ đối diện, Ngọc Tiên Nhi cẩn thận đi vào tiên vực. Nhạc Cấu Nương chớp mắt lấy cái chùy to kinh khủng đập mạnh vào Ngọc Tiên Nhi. Nhạc Cấu Nương mỉm cười nói: Nghe nói Tiên Nhi tỷ tỷ đã từng định dụ dỗ sư tôn của ta, suýt làm tiểu sư nương, người ta thật không nỡ giết Tiên Nhi tỷ tỷ mà. Từng sợi tơ bạc quanh người Ngọc Tiên Nhi ẩn trong không trung quấn đầu chùy, một sợi chỉ mỏng cắt qua cổ Nhạc Cấu Nương. Ngọc Tiên Nhi kêu oan: Làm gì có đâu, người ta cũng muốn trở thành sư nương của nhạc sư tỷ, tiếc rằng Huyền Thiên giáo chủ cứng mềm không ăn, không vừa mắt ta. Hay ta bắt nhạc sư tỷ buộc Huyền Thiên giáo chủ ngoan ngoãn nghe theo được không? Nhạc Cấu Nương ném thiên la địa võng va chạm với sợi tơ cởi duyên. Tiên Nhi tỷ tỷ, sư tôn của ta sợ thê tử cực, sợ sư nương của ta nhất á. Hay tiểu muội bắt Tiên Nhi tỷ tỷ nhét vào ổ chăn của sư tôn ấm giường, chờ gạo nấu thành cơm rồi chẳng sợ sư tôn từ chối nữa đâu. Hai thiếu nữ cười nói vui vẻ, thế nhưng ra tay thì độc ác nham hiểm, khó mà đề phòng. Đại trận Nguyên Tháp, 216 điểm trận pháp, bên trong mỗi cái đều diễn ra đại chiến, toàn là tinh anh trong tinh anh. Đại La Thiên Quân Huyền Châu trấn thủ các điểm trận pháp, nhưng người tấn công cũng không tầm thường. Chỉ tính đẳng cấp tiên quân đã có hơn 40 vị, dần dần hơn 50 điểm trận pháp bị phá. Mỗi một điểm trận pháp bị phá là có mấy vạn, thậm chí hơn 10 vạn tiên nhân Huyền Châu bị giết. Không chỉ như thế, bên trên nơi các cường giả Đạo Vương Giang Tuyết, Lạc Qua Âm trấn thủ, còn có La Ma Cổ Thần đưa 8 tiên quân xuống.
Thần Mẫu Đạo Quân chế tạo 8.000 tiên vương tiên quân tấn công những điểm trận pháp. Bọn họ định giáp công trên và dưới để phá đại trận Nguyên Tháp nhanh hơn. Tuy đại trận Nguyên Tháp Huyền Châu còn dáng chống đỡ được, thế nhưng sẽ không kéo dài được bao lâu. Hồng Đạo Nhân thở dài, đột nhiên mở một cái khe trong đại trận Nguyên Tháp, lộ ra một đường trời để chí bảo tiên đạo Hỗn Nguyên Thiên Tán của quân đạo nhân bay ra công kích Giang Nam. Nhị đệ, đại trận Nguyên Tháp không chống được bao lâu, hãy thả pháp bảo của ngươi ra đi, có lẽ sẽ chống được một lúc à. Hồng Đạo Nhân nói với quân đạo nhân, người chưa từng giết người, đối diện với Bát Tiên Quân, thuộc hạ lang sói của Thần Mẫu Đạo Quân, e rằng ngươi không xuống tay được. Đôi tay ta dính đầy máu, lập nghiệp từ sát phạt, để ta giết ngươi, ngươi hãy chủ trì đại trận Nguyên Tháp đi. Năm tổ thiên đạo Hồng Đạo Nhân. Hồng Đạo Nhân bây giờ đã là thiên quân, thân phận bọn họ siêu nhiên, thu hoạch nhiều hơn người khác trong đạo tràng đế tôn. Bọn họ được nhiều hơn 3.000 đại đạo công nhận, lĩnh ngộ 3.000 đại đạo hơn hẳn người khác. Hồng Đạo Nhân nhìn như trưởng bối hiền lành, đứng đầu năm tổ, thế nhưng xuất thân khác với mấy người kia. Bỉ Ngạn Nương Nương là tiên thể thiên địa sinh dưỡng, sinh ra vì ứng đối với đại kiếp nạn của Huyền Đô Thiên Quân. Kế Đô La Hầu La là tiên thể sinh ra vì ứng đối chư thần hoàng hôn kiếp. Quân Đạo Nhân là nhi tử của Thiên Vi, được các thần chúc phúc. Có mỗi mình Hồng Đạo Nhân là con riêng của Giang Nam, hắn không chăm sóc gã nhiều. Có thể nói Hồng Đạo Nhân lập nghiệp trong nghịch cảnh, từng bước đi đến địa vị đạo tổ, trải qua nhiều sát phạt chiến đấu. Hồng Đạo Nhân gặp rất nhiều cuộc chiến sinh tử. Quân Đạo Nhân khai sáng tiên đạo mới cũng nhờ có Hồng Đạo Nhân dẫn dắt. Hồng Đạo Nhân lao lên tầng cao nhất của đại trận Nguyên Tháp. Bát Tiên Quân dẫn 8.000 tiên vương, tiên tôn tấn công điểm trận pháp. Giang Tuyết, Đạo Vương, Lạc Hoa Âm, Thiên Vi bị bao vây. Đám người gặp nguy hiểm chỉ mảnh treo chuông. Hồng Đạo Nhân xông lên, tay di chuyển, cắt các mạng sống. Một chỉ điểm ra, hoa máu nở rộ. Các tiên vương hoặc tiên quân bị giết ngay, tốc độ siêu nhanh. Hồng Đạo Nhân theo gió, vượt sóng, đến gần đám người Đạo Vương. Nhóm Đạo Vương Giang Tuyết đối diện áp lực không nhỏ hơn bên Ly Châu Ma Hoàng, Tịch Cứng Tình, Tinh Quang, thậm chí còn nặng nề hơn. Bọn họ chặn lại cường giả đẳng cấp tiên vương, tiên quân do Thần Mẫu Đạo Quân chế tạo ra, hai phân thân thái nhất. Dù bọn họ là tồn tại mạnh nhất trừ Dương Nam, năm đạo tổ gia cũng rơi vào nguy hiểm. Hồng Đạo Nhân đẳng cấp thiên quân lao lên, giảm bớt áp lực rất nhiều. Bắt tiên quân từ bỏ vây công nhóm Đạo Vương, cùng bay tới bao quanh Hồng Đạo Nhân. Trường Sinh Tiên Quân cười nói, Hồng Đạo Nhân, đạo tổ tiên đạo cũng không kiềm được đi ra chịu chết hay sao? Cũng tốt thôi, ngươi là đạo tổ tiên đạo, chúng ta là đạo tổ thần đạo, đang định giết ngươi, ta muốn xem thần đạo mạnh hay tiên đạo mạnh hơn đấy. Tám tiên quân cùng tấn công, thoáng chốc chiến đấu trở long đất lở. Tám tiên quân hợp thành một trận pháp, là trận pháp Thần Mẫu Đạo Quân sáng tạo, nhốt Bát Hoàng, Định Càn Khôn, liên kết lực lượng tám người lại. Mỗi người đều có lực lượng của 8 người, sức chiến đấu không thua gì thiên quân. Hơn nữa, 8 người vây công cơ hồ tương đương với 8 thiên quân công kích. Trí tuệ của Thần Mẫu Đạo Quân thật là phi thường. Thần Mẫu Đạo Quân nuốt mấy đạo quân, hấp thu trí tuệ đạo quân. Thần Mẫu Đạo Quân sáng tạo đại trận này không khổng lồ như đại trận Nguyên Tháp, thế nhưng điểm tinh diệu thì chỉ hơn chứ không kém. Thần đạo mạnh hay tiên đạo mạnh không phải 8 vị đạo hữu so sánh được, chỉ có phụ thần của ta với đế và tôn mới so được thôi. 8 vị chẳng những phản bội thần đạo, còn phản bội tiên giới, không có tư cách này. Hồng Đạo Nhân nghênh chiến, vừa đụng độ với Bát Tiên Quân đã hùng hổ nghiền áp. Hồng Đạo Nhân mạnh hơn Bát Tiên Quân nhiều, đứng trên đẳng cấp thiên quân. Dù Bát Tiên Quân có đại trận Thần Mẫu Đạo Quân sáng tạo, cũng khó tránh thế thua. Hai phân thân của thái nhất lao lên, lấy nguyên đỉnh, nguyên tháp mô phỏng ra giúp đỡ. Hai phân thân thái nhất cười nói, Hồng Điệt nhi, cần gì đằng đằng sát khí như vậy? Bát Tiên Quân cùng hai phân thân thái nhất đều đi đường tiên đạo, pháp bảo và thần thông không thể gần người Hồng Đạo Nhân. Dù 10 người hợp sức lại cũng không làm gì được Hồng Đạo Nhân, ngược lại gã chiếm ưu thế. Âm 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 âm, tiếng nổ vang lên điếc tai. Một cái chân thô to đột nhiên từ trên trời giáng xuống.
các lỗ chân lông, gân xanh lộ rõ trên chân, lông chân thô như cây cối màu đen, cái chân to đạp xuống hoa cái. Lama của thần đã giáng lâm. Lama của thần lao vào đại trận nguyên tháp, một cước đè Hồng đạo nhân lún xuống mấy trăm dặm, uy phong lẫm lẫm nói: "Mấy vị đạo hữu không cần lo, hoa cái bất bại chi địa, đạo tổ chỉ nhằm vào tiên đạo, thế nhưng không bao gồm thần thông và đại đạo của tộc cổ thần ta. Các đạo hữu hãy phá điểm trận pháp này để ta tru sát đạo tổ tiên đạo." Hồng đạo nhân ổn định thân thể, lama của thần lao lên, hắn cười nói: "Hồng, hoa cái đạo tổ của ngươi hữu dụng với người khác thôi, thế nhưng không là gì với ta cả. Ta không giết phụ thân của ngươi được, thế nhưng đối phó với ngươi dễ như chơi." Hồng đạo nhân thở dài, khom người nói: "Ba vị đạo hữu xin hãy xuất hiện đi." Bên dưới hoa cái đạo tổ đột nhiên xuất hiện ba vị hồng đạo nhân, một thiếu niên, một lão nhân, một trung niên, đều có tu vi đẳng cấp thiên quân, bao vây lama cổ thần. Lama cổ thần hết hồn: "Hồng Mông Tam Thánh Kinh của Ma Kha sao? Cái tên này chuyển công pháp cho ngươi sao?" Ba hồng đạo nhân lao lên, đại biểu quá khứ, hiện tại, tương lai ba đời. Bản thể hồng đạo nhân thì xông hướng bát thiên quân. Hồng đạo nhân lắc đầu nói: "Phụ thần của ta được Hồng Mông Tam Thánh Kinh nên truyền lại cho ta. Thế nhưng đây không phải Hồng Mông Tam Thánh, mà là đại đạo trình độ cao hơn, có tên Hồng Mông Tiên Thiên. Đây là tuyệt học ta lĩnh ngộ ra trong 3000 đại đạo." Ba hồng đạo nhân bao vây lama cổ thần, giết gã đổ mồ hôi ròng ròng. Lama cổ thần thầm nghĩ: "Hồng Mông Tiên Thiên sao? Chẳng lẽ là truyền thừa của tiên tôn ư? Hồng đạo nhân cũng là yêu tộc, chắc lĩnh ngộ tuyệt học của tiên tôn trong 3000 đại đạo. Ta không phá giải Hồng Mông Tiên Thiên của hồng đạo nhân được. Thế nhưng điểm trận pháp đại trận nguyên tháp này đã bị phá vỡ 3 phần, đại trận này không chống được bao lâu." Trong đại trận nguyên tháp, các trận sát phạt dữ dội vẫn bộc phát ra. Đại trận giặc trong giặc ngoài bị phá 2 phần điểm trận pháp. Lại có tiên thiên ngũ sắc liên, tiên thiên linh căn, tiên thiên ô đế quan, bàn cổ thập nhị thiên luân, đám pháp bảo dục dịch công kích, khiến đại trận nguyên tháp nguy ngập. Đám người Càn Nguyên Tiên Đế, Mông Tốn Thái Tử, Tử Hạm Tiên Hậu dốc hết sức áp chế các pháp bảo sao động, không còn sức ngăn cản các đại giáo môn công phạt. Nhưng Lama cổ thần, các đại giáo môn muốn phá đại trận nguyên tháp trong thời gian ngắn là chuyện không thể. Đột nhiên, tầng hư không thứ 8 rung lắc dữ dội, một đóa khánh vân phá vỡ vách tường tiên giới, tràn ngập tiên quang vô tận. Các pháp bảo lắc lư trong khánh vân, hoặc chuông, hoặc hoa sen, hoặc tháp, hoặc đỉnh, hoặc rồng, hoặc cây, dị tượng tiên thiên pháp bảo phá các tầng hư không, thoáng chốc chúng nó bay vào đại trận nguyên tháp. Đằng sau khánh vân có một tiểu cô nương đáng yêu, nhỏ xinh, túm đuôi đám mây bị khánh vân trở bay tới, bím tóc lắc lắc, nức nở hét to: "Mây ơi, ngươi đừng có chạy, mây ơi." Khánh vân đụng vào đại trận nguyên tháp như bỏ lửa vào thùng thuốc súng. Đại trận nguyên tháp rung lắc dữ dội, đám tiên thiên pháp bảo, tiên thiên ngũ sắc liên, tiên thiên linh căn, tiên thiên ôn đế quan, bàn cổ thập nhị thiên luân rung lên, khí thế tăng vọt, cảm ứng với khánh vân. Tiên thiên ngũ sắc liên nở rộ, ánh sáng 5 màu bắn lên cao. Trong khánh vân cũng có một đóa hoa sen 5 màu tương ứng. Tiên thiên ngũ sắc liên đánh mở đại trận nguyên tháp, rít gào bay ra ngoài, lao hướng giang nam trong vùng đất nguyên thủy. Đại trận nguyên tháp bị phá, tiên thiên linh căn như mọc cánh bay đi, rễ cây xuyên qua hư không chấn động mạnh, trốn khỏi đại trận nguyên tháp. Bàn cổ thập nhị thiên luân cũng được khánh vân gia cố, ầm ầm xoay tròn cắt đại trận nguyên tháp và tầng hư không thứ 9, lao vào vùng đất nguyên thủy. Tiên thiên ôn đế quan rung lên bần bật. Càn Nguyên Tiên Đế, Quân Đạo Nhân, Bỉ Ngạn Nương Nương, Kế Đô Ma Tổ, Mông Tốn Thái Tử rên rỉ bị tiên thiên ôn đế quan đánh bật ra, bọn họ văng 4 phương 8 hướng. La Hầu La nhảy lên trên tiên thiên ôn đế quan, treo trên nắp quan tài bám chặt không buông. Tiên thiên ôn đế quan rung lên bần bật, chấn cho đại trận nguyên tháp tan nát. Quan tài đen to lớn chở La Hầu La bay vào vùng đất nguyên thủy. Không ai ngờ đến tình huống này, khánh vân xuất hiện trực tiếp kích phát tất cả tiên thiên pháp bảo, chí bảo tiên đạo bị chấn áp trong đại trận nguyên tháp, làm cho chúng nó cuồng bạo phá đại trận. Ma Kha Thiên Quân cũng không ngờ
đại trận nguyên tháp bị phá dễ dàng như vậy. La Thiên Khánh Vân, là La Thiên Khánh Vân trong 10 chí bảo tiên đạo. Chính là La Thiên Khánh Vân đã biến mất sao? Tiểu nha đầu, bắt cái đuôi Khánh Vân là ai đây? Lạ thật, cũng đi đường thần đạo giống như Huyền Thiên giáo chủ. Kết trận, mau mau kết trận, ngăn Khánh Vân lại. Nếu Khánh Vân bay vào vùng đất nguyên thủy thì đế huyền bệ hạ sẽ gặp nguy hiểm. Khánh Vân này như mồi lửa kích phát các tiên thiên pháp bảo, chí bảo tiên đạo, không thể để cho nó vào vùng đất nguyên thủy được. Là Thiên Khánh Vân của nữ hài tử quấy rối đại trận nguyên tháp. Khánh Vân xuyên qua hàng ngàn vạn đại quân tiên nhân, vô số chiến hạm to lớn rách nát, tiên thành tan tác lướt qua hai bên. Các tiên nhân hung thần ác sát, mắt bắn tiên quang, nhìn chằm chằm, làm cho nữ hài tử sợ hãi, mặt trắng bệch. Đám người Càn Nguyên Tiên Đế, Quân Đạo Nhân, Kế Đô Ma Tổ nhanh chóng kết đại trận từ tầng hư không thứ 8 vào tầng hư không thứ 9, bày ra Thiên La Địa Võng. Dòng nước đại quân tiên nhân rầm rập chạy đến, dốc sức phong tỏa hư không, ngăn không cho La Thiên Khánh Vân vào vùng đất nguyên thủy. La Thiên Khánh Vân đụng vào Thiên La Địa Võng, bị vây khốn, không xông phá phòng ngự được. Nhiều người quá đi. Nữ hài tử khó khăn leo lên La Thiên Khánh Vân, sợ hãi nức nở. Các người đừng làm ta sợ, ta muốn tìm mẫu thân ta. Giang Tuyết bay tới, nữ hài tử ngừng khóc, nhảy xuống La Thiên Khánh Vân, giang hai tay nhào tới. Mẫu thân. Thiên Vi đầy nghi ngờ nhìn Giang Tuyết, vẻ mặt Giang Tuyết thản nhiên. Nữ hài tử líu xíu hỏi. Mẫu thân, bọn họ thật dữ dằn, phụ thân đâu rồi? Thiên Vi chớp mắt, tiếp tục nhìn Giang Tuyết chằm chằm. Giang Tuyết bình chân như vậy. Quần hùng Huyền Châu kết đại trận Thiên La Địa Võng. Bên dưới La Ma cổ thần, đại quân các đại giáo môn tụ tập. Thống soái đại quân Hỗn Độn cổ thần ngây người. Tiểu nha đầu là nữ nhi của Đông Cực sao? Vậy phụ thân của nàng là ai? Sớm nghe nói yêu hồ Đông Cực có gian díu với Huyền Thiên. Có khi nào phụ thân của nha đầu là Huyền Thiên giáo chủ không? La Ma cổ thần cười rớt nước mắt, ôm bụng mà cười. Chúng ta vì phá giải đại trận nguyên tháp đã chết nhiều người, không ngờ cuối cùng người phá đại trận kia là nữ nhi của Huyền Thiên. Huyền Thiên giáo chủ, ngươi thật là tự tạo nghiệt, không thể sống được, trời cũng không cứu ngươi được đâu. Tuyệt đối không thể để cho Khánh Vân vào hư không thứ 9 được, nếu không giáo chủ sẽ bị nguy hiểm. La Thiên Khánh Vân bị đám người Càn Nguyên Tiên Đế, Hồng Đạo Nhân chấn áp. La Thiên Khánh Vân va đụng lung tung, thế nhưng không cách nào thoát khỏi để bay vào tầng hư không thứ 9. La Thiên Khánh Vân xuất hiện làm cho bọn họ đã hiểu ngay diệu dụng của nó. Trước không nói uy lực chí bảo tiên đạo này ra sao, chỉ tính Khánh Vân kích phát lớn mạnh uy thế pháp bảo khác, đủ dẫn động thiên kiếp của Giang Nam. Giang Nam có thể kiên trì đến bây giờ chủ yếu là vì nhiều chí bảo tiên đạo, tiên thiên pháp bảo chưa hoàn toàn thức tỉnh, kích phát uy lực. Nếu mấy pháp bảo bị La Thiên Khánh Vân kích hoạt, hoàn toàn sống lại, dù Giang Nam mạnh cách mấy cũng sẽ nuốt hận thu tràng. Trấn áp Khánh Vân không cần nhiều người như vậy. Càn Khôn Lão Tổ nhìn xung quanh mở miệng nói. Đại La Thiên Quân, giáo chúng ngũ giáo ở lại đây. Quân Đạo Nhân, ta, Phủ Lê Thánh Mẫu Nguyên Quân cũng ở đây. Các tiên quân khác, Hỗn Nguyên Thánh Nhân cũng ở lại. Hồng Đạo Nhân, Kế Đô Ma Tổ, Càn Nguyên Bệ Hạ cùng vào vùng đất nguyên thủy phá giải nhân kiếp. Mọi người gật đầu. Trong vùng đất nguyên thủy, người đối kháng với Giang Nam toàn là cường giả đẳng cấp thiên quân, các tiên thiên pháp bảo, chí bảo tiên đạo. Tồn tại đẳng cấp tiên quân tham gia vào không giúp được gì, không gây ra chút sóng gió nào. Dù là mấy trăm vạn đại quân cũng không cách nào tham gia vào cuộc chiến, chẳng bằng ở lại đây chấn áp La Thiên Khánh Vân. Chỉ có Hồng Đạo Nhân, Quân Đạo Nhân, Kế Đô Ma Tổ, Càn Nguyên Tiên Đế, Từ Hạm Tiên Hậu, Mông Tốn Thái Tử, sáu đẳng cấp thiên quân mới tham gia vào thiên kiếp, nhân kiếp của Giang Nam được. Để chấn áp La Thiên Khánh Vân còn cần cường giả thiên quân tọa chấn. Quân Đạo Nhân chưa từng giết sinh linh, gặp chiến đấu trong tầng hư không thứ 9 chắc chắn không xuống tay được, thế nên bị giữ lại. Năm tồn tại đẳng cấp thiên quân khác sẽ đi giúp Giang Nam chống lại nhân kiếp. Đám người Hồng Đạo Nhân, Kế Đô Ma Tổ,
Càn Nguyên Tiên Đế vào tầng hư không thứ 9 ngay. Càn Khôn Lão Tổ thấy 5 người rời đi, mắt liếc các thủ lĩnh Đại La Thiên Quân. Càn Khôn Lão Tổ trầm giọng nói: Quân đạo nhân, Bỉ Ngạn, Phủ Lê Thánh Mẫu Nguyên Quân, thống lĩnh đại quân ngũ giáo phái, chấn áp La Thiên Khánh Vân. Đại La Thiên Quân, san bằng các đại giáo môn cho ta. Tim quân đạo nhân đập nhanh, vội khuyên nhủ: Quân sư, bên dưới có hàng vạn tiên nhân. Càn Khôn Lão Tổ cười lạnh nói: Huyền Châu chúng ta chết 200-300 vạn tiên nhân, đã chết mấy chục tiên tôn, tiên quân. Quân đạo nhân không muốn báo thù hay sao? Thế nhưng... Đại La Thiên Quân, nghe lệnh ta. Càn Khôn Lão Tổ nhìn Đại La Thiên Quân, ánh mắt nhìn Ngọc Kinh Thánh Giáo, Thần Mẫu Thánh Giáo, các đại quân giáo môn. Giọng Càn Khôn Lão Tổ vang dội như tiếng trống chấn động tầng hư không thứ 8. Sau khi nhân kiếp, thiên kiếp này qua đi, nếu giáo chủ thắng là vô địch thiên hạ, lên ngôi tiên đế, không còn chướng ngại vật gì. Hiện tại đại quân hành động, săn bằng các đại giáo môn, nhổ sạch các giáo, dọn sạch mọi chướng ngại vật để bệ hạ đăng cơ. Càn Khôn Lão Tổ vung tay quát to: Từ nay về sau, thiên hạ sẽ là của đế huyền bệ hạ. Các ngươi và ta là công thần, tạo dựng sự nghiệp vĩ đại, tồn tại vạn vạn thế, ức vạn thế, mãi mãi sau này. Các binh sĩ Huyền Châu bị lời nói của Càn Khôn Lão Tổ kích động, hào tình, ngực phập phồng. Có người nhỏ giọng nói: Sự nghiệp vĩ đại, tồn tại vạn vạn thế, ức vạn thế, mãi mãi sau này. Đúng vậy, đây là cơ nghiệp của đế huyền bệ hạ đánh chiếm được, cũng là cơ nghiệp của các ngươi tạo ra. Càn Khôn Lão Tổ chỉ hướng Ngọc Kinh Thánh Giáo, đại quân hỗn độn cổ thần. Càn Khôn Lão Tổ cười to nói: Những tên này giết bằng hữu chúng ta, chặn đường chúng ta đi, các vị thế nên xử lý như thế nào? Các tiên nhân cảm xúc kích động, cao giọng hỏi: Quân sư, thế nên xử sao? Càn Khôn Lão Tổ phất tay: San bằng. Đại La Thiên Quân lao ra, thành nguyên thủy Đại La Thiên Quân đại trận giết thướng các đại giáo môn. Đôi mắt La Ma cổ thần bắn ra hai luồng ánh sáng tím hồng, thân thể chứng to vĩ đại. La Ma cổ thần cười khẩy nói: Huyền Thiên muốn săn bằng thiên hạ, độc chiếm vũ trụ Càn Khôn sao? Lớn lối thật. Cái tên quân sư kia, ta chờ xem thủ đoạn hành quân bày trận của ngươi ra sao, có hơn ta hay không? Chỉ bằng vào Đại La Thiên Quân tầm thường, sao ngăn được liên quân các đại giáo môn đấy? Các đại giáo môn đâu, hãy cùng ta đạp nát loạn đảng Huyền Châu. Lúc này tầng hư không thứ 9 tiên giới, tại vùng đất nguyên thủy, chiến đấu càng ngày càng kịch liệt. Khi Hỗn Nguyên Tam Thiên Sát Đạo Đồ bay tới thì Giang Nam liên tục gặp nạn. Uy lực Hỗn Nguyên Tam Thiên Sát Đạo Đồ không thua đạo quân. Giang Nam mới chỉ chứng đạo thiên quân, còn đang ổn định tu vi. Hỗn Nguyên Tam Thiên Sát Đạo Đồ thu 3000 đại đạo, vừa xuất hiện hầu như đặt Giang Nam vào sát trận tiêu diệt. Đặc biệt hai thanh Hỗn Độn Tiên Kiếm lơ lửng trên sát đạo đồ, hai luồng trường kiếm như rồng bay lượn cắt xuống, cắt đứt đường Giang Nam ra khỏi Hỗn Nguyên Tam Thiên Sát Đạo Đồ. Giang Nam cầm Đinh Thiên Nguyên Thung một gậy đụng mở sát trận, trốn ra ngoài, cứng rắn đỡ Hỗn Độn Tiên Kiếm công kích. Giang Nam trúng hai nhát vào eo, may mắn thân thể nguyên thần đạo quả đại đạo đã luyện thành tiên thiên bất diệt linh quang nên thoát một kiếp này. Trận ác chiến này Giang Nam rất vất vả, đến khi Hỗn Nguyên Thiên Tán bay tới thì hắn liên tục bị thương. Ngọc Kinh Thiên Quân, Ma Kha Thiên Quân, Thiên Cơ Đạo Quân, Đạo Tạng Thiên Quân thở phào. Bây giờ Giang Nam khó giữ mạng sống, không còn sức công kích bọn họ có thể thoải mái đánh hắn. Ngay vừa rồi, tiên thiên ngũ sắc liên, tiên thiên linh căn, tiên thiên ôn đế quan bay ra, lao vào trong. Bàn cổ thập nhị thiên luân cũng bay tới, thế nghiền nát phá lô bồng của Giang Nam. Tiên thiên ngũ sắc liên tỏa sáng rực rỡ, hút Giang Nam vào hoa sen, các cánh hoa khép lại. Giang Nam muốn nhảy ra, lúc này vô số rễ tiên thiên linh căn bay múa quấn chặt hắn, cành lá vươn ra trói người hắn lại. Giang Nam hộc máu, tiên thiên Hỗn Nguyên Châu đập vào đầu hắn. Trong huyết vụ, tiên thiên thần đăng bắn ra tia sáng chém vào Giang Nam. Hỗn Độn Tiên Cung bắn ra một mũi tên, lại là huyết tổ ra tay. Tiên thiên kim long giản, tạo hóa chi môn, tiên thiên yểm ma thương cũng cùng tấn công.
năm chấn đạo đỉnh, hỗn nguyên thiên tán, hỗn nguyên tam thiên sát đạo đồ, hỗn độn tiên kiếm, đế tôn ấn, bất không thông thiên kiều, các báu vật cùng lao tới. Đại diễn cổ thần giơ nguyên chung, tiếng chung rung động như tiếng chuông tang đánh vào Giang Nam. Giang Nam thở phào, một luồng nguyên thủy chi khí bay ra khỏi trán rơi vào miệng hắn. Hắn gầm lên: Nguyên thủy đại la thiên mở. Âm 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 âm, trong tiên thiên ngũ sắc liên truyền ra chấn động mãnh liệt, từng đợt tiên thiên bất diệt linh quang bay ra từ chân Giang Nam, biến thành đại la thiên lồng lộng kích cỡ một vùng trời bằng lô bồng, nhưng đại la thiên hoàn mỹ hơn lô bồng rất nhiều. Tuy đại la thiên nhỏ, thế nhưng bên trong như có không gian vô tận, các tầng cung khuyết thần đình chập trùng, thiên hải gợn sóng, thiên hà treo ngược, trời trăng sao vũ trụ hồng hoang có đủ cả trong thiên địa này. Vạn vật đạo tổ chưa từng tham gia cuộc chiến, từ xa nhìn đại la thiên mở dưới chân Giang Nam, trong tiên thiên ngũ sắc liên chứng nở hoa sen, làm tiên thiên pháp bảo này không thể khép lại. Vạn vật đạo tổ rung động, nhỏ giọng nói: Huyền thiên giáo chủ thật lợi hại, nguyên thủy đại la thiên kia mới là tiên thiên bất bại chi địa thật sự của hắn ta. Mãi đến bây giờ huyền thiên giáo chủ mới lộ ra bản lĩnh của mình, đúng là nhân vật đáng sợ mà. Vạn vật đạo tổ nhìn ra được tiên thiên lô bồng không phải thủ đoạn mạnh nhất của Giang Nam, có lẽ một góc nguyên thủy đại la thiên mới là tuyệt chiêu. Ánh mắt vạn vật đạo tổ sắc bén, tinh danh biết mấy, nhìn thấu ngay lô bồng là nơi che chở. Giang Nam nói lô bồng là một góc tiên thiên bất bại chi địa của hắn, thế nhưng thật ra đây chỉ là ngụy trang. Tiên thiên bất bại chi địa thật sự là nguyên thủy đại la thiên. Đại la thiên xuất hiện khuếch trương tiên thiên ngũ sắc liên, dễ tiên thiên linh căn quấn quanh người Giang Nam cũng bị chứng mở cách hắn một khoảng. Đây mới là thủ đoạn thật sự, là đại thần thông thật sự. Vạn vật đạo tổ lắc đầu nói: Đáng tiếc vẫn chạy trời không khỏi nắng. Sáu tiên thiên pháp bảo khác ập đến, tiên thiên hỗn nguyên châu, yểm ma thương, kim long giản lần lượt đánh vào nguyên thủy đại la thiên, liên tục ba đòn đụng nát đại la thiên. Tiên thiên ôn đế quan đập mạnh vào lưng Giang Nam, đánh bay hắn. Giang Nam hộc máu giữa không trung. Tiên thiên pháp bảo, chí bảo tiên đạo khác kéo tới công kích. Tiên thiên ngũ sắc liên đột nhiên nở rộ cánh sen, tầng tầng lớp lớp cánh hoa dâng lên, càng lúc càng to, như màn hoa năm sắc chặn Giang Nam lại, nhốt hắn trong hoa. Nhiều tiên thiên pháp bảo, chí bảo tiên đạo tấn công, luyện hóa Giang Nam bên trong hoa sen. Giang Nam cao giọng quát lên: Khổ hạnh! Một cây gậy tre vàng dài bay tới, đầu gậy treo vầng trăng khuyết, nhẹ nhấc tiên thiên ngũ sắc liên lên, lật đóa hoa lại. Tiên thiên khổ trúc đè xuống, đầu Giang Nam thò ra ngoài hoa sen. Cuối cùng, khổ hạnh thiên tôn cũng ra tay trả ơn đoạn nhân quả Giang Nam tha cho hậu tôn đạo quân. Giang thái sư, ta chỉ ra tay một lần đối phó tiên thiên ngũ sắc liên, còn lại mặc ngươi. Khổ hạnh thiên tôn, hậu tôn đạo quân đi tới, dốc sức công kích tiên thiên ngũ sắc liên. Khổ hạnh thiên tôn cười nói: Thiên hoàng đạo hữu, vô tà đạo hữu, các ngươi đừng tấn công lão tăng. Lão tăng và hậu tôn sư đệ chỉ đi ngang qua đấy, sẽ không làm gì các ngươi cả. Xin các vị hãy nể mặt sư huynh huynh đệ lão tăng. Cây gậy tre vàng trong tay khổ hạnh thiên tôn là tiên thiên pháp bảo tiên thiên khổ trúc, gã lại hết sức khiêm nhường thảo luận với mọi người cho quần hùng mặt mũi. Các đạo quân chuyển thế, vô tà đạo quân, thiên hoàng đạo quân hay linh nữ, ma kha thiên quân, ngọc kinh thiên quân đều không muốn gây hấn với khổ hạnh thiên tôn. Vạn vật đạo tổ lại càng không có ý định ra tay. Huyết tổ núp trong hư không bận rộn lén nuốt tinh huyết lời đối phó với lão hòa thượng này. Giang Nam nhờ khổ hạnh thiên tôn ra tay ngăn lại tiên thiên ngũ sắc liên, thế nhưng vẫn trong trạng thái nguy hiểm. Có bảy tiên thiên pháp bảo, bảy chí bảo tiên đạo vây công Giang Nam, tùy thời sẽ lấy mạng hắn. Lại có huyết tổ sử dụng hỗn độn thiên cung bắn tên vào Giang Nam. Tuy không giống thiên nguyên thần tổ công kích kỳ lạ, bắt giữ thời cơ xảo diệu nhưng cũng rất khó đề phòng. Huống chi công kích của đám người thần mẫu đạo quân, ma kha thiên quân, đại diễn cổ thần cũng không thể khinh thường. Trán của Giang Nam bắn ra tia sáng, khí thế rung động hồn người phóng lên cao. Đạo âm cuồn cuộn đầy trời, oanh kích màng tai quần hùng ù đặc. Duy ta bất khống!
một thân hình to lớn vĩ đại xuất hiện, ngạo nghễ tất cả. Một tay khép đánh bay Tiên Thiên Ôn Đế Quan, một đấm đánh ra Tiên Thiên Kim Long Giản chấn động, bị đánh phát ra tiếng rít, là thân thể của Bất Không Đạo Nhân. Giang Nam sử dụng thân thể Bất Không Đạo Nhân đại khai đại hợp, càn quét bốn phương tám hướng, đỡ các tiên thiên pháp bảo, chí bảo tiên đạo công kích. Giang Nam hô Linh Thiên Nguyên Thung cùng thân thể Bất Không Đạo Nhân tấn công, rốt cuộc đỡ được đợt tấn công này. Huyền Thiên, tiếp thân đang chờ ngươi, lấy thân thể phụ thân ra đây. Ánh mắt của linh nữ buồn bã ngấn lệ, nhỏ giọng nói: không ngờ kết quả vẫn là tiếp thân đưa ngươi lên đường. Thái Nhất Thiên Quân, ra tay đi. Đại diễn cổ thần lấy nguyên trung ra, không tấn công Giang Nam mà là lắc chuông. Linh nữ cắn đầu lưỡi phun máu vào nguyên trung, cái chuông khuếch tán hơi thở duy ta bất không, cảm ứng thân thể Bất Không Đạo Nhân. Giang Nam cảm thấy thân thể Bất Không Đạo Nhân thoát ra tầm kiểm soát. Giang Nam luyện hóa thân thể Bất Không Đạo Nhân dựa vào một chén tinh huyết của linh nữ, không ngờ nàng chờ sẵn dùng tinh huyết bản thân cộng với nguyên trung mà Bất Không Đạo Nhân luyện chế, muốn cướp về thân thể bất không. Giang Nam khen ngợi: linh nữ không uổng là linh nữ Hỗn Độn Thiên Quốc mà. Thân thể Bất Không Đạo Nhân mất khống chế, bị nguyên trung linh nữ lấy đi. Đế Tôn ấn đánh bay vạn chú thiên trung, Giang Nam thụt lùi. Đột nhiên sau lưng Giang Nam xuất hiện một cái mồm máu to, miệng đầy móc ngược nuốt trọn hắn. Rốt cuộc ăn được ngươi rồi, rốt cuộc ta cũng ăn được ngươi rồi. Huyết tổ xuất hiện biến thành một con đỉa to mấp máy, tung tăng nói: Huyền Thiên, ta biết ngươi có thân thể của bất không, ngươi giấu thân xác đó nên ta không dám ra tay với ngươi. Thế nhưng bây giờ ngươi không còn thân xác kia nữa, hãy ngoan ngoãn làm lương thực của ta đi. Trong người con đỉa to truyền ra giọng nói của Giang Nam như chút gánh nặng: hiện tại ta không phải người cao nhất rồi, huyết tổ đa tạ ngươi, không biết ngươi có thể cho ta thời gian thở dốc dài được bao lâu đấy. Sao, người cao nhất sao? Huyết tổ khó hiểu, chưa lấy lại tinh thần thì các tiên thiên pháp bảo, chí bảo tiên đạo cùng đánh tới. Huyết tổ giận tóc gáy. Huyết tổ nhanh chóng mấp máy né tránh các chí bảo tiên đạo, tiên thiên pháp bảo công kích. Huyết tổ cười khẩy nói: Huyền Thiên, ngươi nghĩ ở trong bụng của ta là sẽ tránh thoát đại kiếp nạn hay sao? Ta tiêu hóa ngươi cho ngươi thân tử đạo tiêu. Vù 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 vù, tiên thiên pháp bảo, tiên thiên thần đăng đột nhiên thoát khỏi tầm kiểm soát của huyết tổ, nhảy ra ngoài. Đốm lửa trong ngọn đèn nổ tung bắn vào người huyết tổ. Mấy tiên thiên pháp bảo, chí bảo tiên đạo khác bay tới liên tục công kích, làm cho huyết tổ không thể chạy ra tầng hư không thứ 9, buộc lòng liều mạng chui sâu vào trong vùng đất nguyên thủy. Đám người Ma Kha Thiên Quân, linh nữ, đại diễn cổ thần, Vô Tà Đạo Quân, Thiên Hoang Đạo Quân giật nảy mình, vội bay theo huyết tổ. Ngọc Kinh Thiên Quân cười nói: huyết tổ cũng là kẻ địch cùng hung cực ác, bây giờ huyết tổ chịu kiếp thay Huyền Thiên, thiên của tiên giới muốn diệt huyết tổ, chúng ta hãy hợp tác tiêu diệt huyết tổ đi, tiện tay xóa sổ Huyền Thiên luôn, sẽ là công đức lớn vô lượng. Đám người Thiên Cơ Đạo Quân, Đạo Tạng Thiên Tôn gật gù, bọn họ đều không phải nhân vật tầm thường, chớp mắt liền hiểu ý câu nói của Ngọc Kinh Thiên Quân. Giang Nam nói hắn không còn là người cao nhất nữa, ý là thiên kiếp muốn tiêu diệt người không tu tiên đạo, mục tiêu đầu tiên là người cao nhất. Bây giờ huyết tổ thay vào chỗ Giang Nam. Lúc trước Giang Nam chứng đạo thiên quân, vô hình chung dẫn động thiên kiếp, bị chí bảo tiên đạo, tiên thiên pháp bảo công kích, nguy hiểm chỉ mảnh treo chuông, ván bài chỉ có đường chết. Huyết tổ ăn Giang Nam, thay hắn dẫn thân vào thiên kiếp, biến thành kẻ địch hàng đầu của thiên kiếp muốn tiêu diệt. Nếu lúc bình thường kiếp số không dễ giáng xuống đầu huyết tổ, bởi vì huyết tổ trải qua nhiều đợt tịch diệt kiếp đả kích, tu vi thực lực hao tổn nhiều, giờ còn đang phục hồi, chưa đến trạng thái đỉnh cao trước kia, khó có thể xúc động thiên kiếp. Giang Nam đột phá cảnh giới thiên quân, xúc động thiên kiếp, dẫn đến nhiều chí bảo tiên đạo, tiên thiên pháp bảo thức tỉnh vây công. Huyết tổ là một phần trong nhân kiếp, đem lại kiếp số cho Giang Nam, cũng tham gia vào kiếp số. Giang Nam bị huyết tổ ăn, thiên kiếp chưa tan ngược lại công kích huyết tổ, làm cho huyết tổ chia sẻ thiên kiếp với hắn. Nhưng Giang Nam mạo hiểm rất lớn, trong người huyết tổ không có gì là không luyện được, không hóa được. Bất cứ ai hay pháp bảo nào
bị huyết tổ ăn đều không thoát khỏi dạ dày của huyết tổ. Mấy tiên thiên pháp bảo như tiên thiên thần đăng, hỗn độn thiên cung bị huyết tổ nuốt vào bụng cũng có thể tinh luyện ra, tinh khiết bổ dưỡng. Đây là vì huyết tổ do các lão quái vật trong vô nhân cấm khu tịch diệt đạo nhân đại chiến chảy máu mà biến ra. Những giọt máu đen toàn là máu ô uế, bao tử huyết tổ là chỗ dơ bẩn. Bất cứ ai pháp bảo nào lọt vào dạ dày của huyết tổ sẽ bị ô nhiễm phân giải. Tiên thiên thần đăng, hỗn độn thiên cung đến bây giờ chưa có bị huyết tổ phân giải, chủ yếu vì chúng nó quá mạnh, huyết tổ chưa đến trạng thái đỉnh cao, muốn tiêu hóa chúng nó cần có thời gian rất dài. Nhưng tiêu hóa Giang Nam thì không rắc rối như vậy. Giang Nam mạnh thật, thế nhưng chưa đến cảnh giới đạo quân, đại đạo mới tới đẳng cấp thiên quân, dễ tiêu hóa hơn tiên thiên pháp bảo. Lúc bấy giờ, Vô Cực Thư Đồng do dự một lúc lâu, cũng đi theo truy sát, hắn thầm nghĩ. Hèn gì, đến nay Đại Thiên Tôn chưa tới, chắc tính ra Huyền Thiên giáo chủ định dùng cách ám toán huyết tổ áp dụng vào Đại Lão Gia. Đại Thiên Tôn kỹ cao một bậc, sáng tỏ hết thảy nhân quá, biết mọi lợi hại, giỏi dẫn nhân quá, giáng kiếp giết người. Huyền Thiên giáo chủ không ám toán Đại Lão Gia được, nhưng ta cần phải cẩn thận, tránh cho bị Huyền Thiên ám toán. Vô Cực Thư Đồng cũng không tu luyện tiên đạo, mà là đại đạo nhân quả của Vô Cực Thiên Tôn. Thấy cảnh ngộ của huyết tổ, lòng Vô Cực Thư Đồng nặng trĩu ưu tư. Mắt của Ma Kha Thiên Quân lóe tia sáng, trên đường truy sát huyết tổ, thoáng nhìn La Hầu La bám trên tiên thiên ôn đế quan. Ma Kha Thiên Quân truyền âm nói: "La Hầu La giáo chủ, hãy thả hỗn độn ôn đế ra. Huyết tổ chịu kiếp thay Huyền Thiên, ôn đế xuất quan sẽ không gặp nạn. Để ôn đế lật tung đại quân Huyền Châu, ôn dịch giải khắp thiên hạ, hủy diệt các đại giáo môn, vậy thì tộc của thần ta sẽ thống nhất vũ trụ hồng hoang." Linh nữ cũng truyền âm cho La Hầu La: "La nhi, huyết tổ và Huyền Thiên đều đang chịu kiếp rồi, không rảnh lo cái gì khác đâu. Thừa dịp này hãy thả hỗn độn ôn đế ra, phá hủy tiên giới. Tiên giới chỉ còn lại tộc cổ thần ta là có thể quay về thời đại cổ thần được rồi." La Hầu La nằm trên tiên thiên ôn đế quan, nghe hai người truyền âm thì rất khó xử. La Hầu La thầm nghĩ: "Ma Kha định hại ta, phớt lờ hắn đi, thế nhưng phải nghe theo lời mẫu thân. Tuy nhiên giáo chủ đang trong cơ thể huyết tổ, chưa truyền âm cho ta. Đám người lớn không thể bàn bạc trước, quyết định rồi hãy nói hay sao? Đừng cứ làm ta khó xử như vậy." La Hầu La rất rối rắm. Lúc này rốt cuộc Giang Nam cũng truyền âm đến: "La nhi, chờ chút nữa huyết tổ bị oanh giết, hãy thả hỗn độn ôn đế ra." La Hầu La do dự thầm nghĩ: "Nghe lời giáo chủ vậy, chờ lát nữa thả hỗn độn ôn đế ra, rất có thể hắn là phụ thân ruột của ta." Bản tính La Hầu La đa nghi, đối với ai cũng nghi ngờ, gặp chuyện liên quan đến mình thì càng nghi ngờ lung tung. Đặc biệt tình thù dây dưa giữa linh nữ và Giang Nam, hai người không nói rõ ràng cho La Hầu La nghe nên gã càng rối rắm hơn. Gặp chuyện thế này, La Hầu La bối rối không biết làm sao cả. Bên trong người huyết tổ, Giang Nam ngồi xếp bằng, bốn phía biển máu ngập trời, xương trắng khắp nơi, khí ô uế tràn ngập, hôi thối không thể tả. Nếu thiên quân bình thường rơi vào đây, e rằng sẽ bị ngộp thở, nguyên thần cứng ngắc, đạo quả ngừng vận chuyển, đại đạo bị ăn mòn. Trong biển máu ngập trời, tràn ngập cảm xúc mặt trái là ác niệm của đạo quân tiền sử vô cùng cổ xưa và tịch diệt đạo nhân. Đạo tâm đẳng cấp đạo quân cũng bị ô nhiễm xâm nhập. Tiên thiên bất diệt linh quang cũng bị khí ô uế xâm nhiễm, luyện hóa. Có thể thấy, bao tử của huyết tổ là chỗ nguy hiểm cỡ nào. Giang Nam không quan tâm, lô bổng dâng lên, biển máu vần quanh hắn, không thể đến gần. Trống to trước lô bổng, không người tự vang. Tiếng thùng thùng chấn động, phát ra tận thế kiếp âm, ngăn cản biển máu xâm nhập. "Huyết tổ, ngươi chỉ là máu của tịch diệt đạo nhân và đạo quân tiền sử cổ xưa biến ra. Ta tinh thông tất cả đại đạo tịch diệt, đại đạo tiền sử, ngươi không tiêu hóa ta được đâu." Tận thế kiếp âm chấn động, Giang Nam bình tĩnh nói: "Đạo tâm của ta đã đến tiên thiên bất diệt chi tâm, có thể vượt qua tịch diệt kiếp mấy lần mà vẫn bất diệt. Chứng kiến vũ trụ tan vỡ, thế nhưng đạo tâm của ta không hủ, ngươi không ô nhiễm ta được chút nào đâu." Giờ phút này, huyết tổ đang đối diện với bảy tiên thiên pháp bảo, bảy chí bảo tiên đạo vây công, không rảnh mà quan tâm đến Giang Nam. Tình hình của huyết tổ
chẳng tốt hơn lúc Giang Nam độ kiếp chút nào. Thân thể huyết tổ chân trượt, độ qua các trận tịch diệt kiếp, toàn dùng chiêu chạy trốn. Dù Giang Nam công kích huyết tổ cũng không hoàn toàn trúng người. Lần này huyết tổ chịu kiếp thay Giang Nam, rất nhanh huyết tổ bị thương nặng, dù có hỗn độn thiên cung cũng không giúp được gì. Đây còn là tình huống khổ hạnh thiên tôn kiềm chế tiên thiên ngũ sắc liên. Nếu tiên thiên ngũ sắc liên cũng tham gia vào cuộc vây công, e rằng huyết tổ không chịu nổi một hiệp đã đi bán muối. Huyết tổ hét lên: Huyền thiên khốn nạn, ngươi đang nuốt lực lượng của ta sao?